Wow, và xin chào các bạn đã đến với Relax. Rất lâu rồi thì chúng ta không gặp nhau. Thực hiện đúng cái quy định đó chính là hạn chế tiếp xúc xã hội. Thế nên là các nhân viên của Relax thì sẽ về nhà làm. Và các bạn có thể thấy rằng là cái background đằng sau lưng mình thì không phải là của Relax nữa, mà đây là tại căn phòng của mình và mình setup sao cho nó chuyên nghiệp nhất. Các bạn thấy thế nào thì có thể là comment ở phía bên dưới. Không vòng vo hơn nữa, ngày hôm nay thì mình sẽ đến với một cái nội dung rất là hay mà mọi người hay hỏi mình. Đó là đối với 5 triệu thì mình sẽ mua một món đồ công nghệ nào? Có những người thì sẽ chọn là một chiếc smartphone, có những người chọn một cái chiếc tai nghe True Wireless, hoặc có những người có cái nhu cầu khác thì họ sẽ chọn một chiếc đồng hồ thông minh. Nhưng ngày hôm nay thì mình không chỉ là chọn những cái thứ đấy, mà mình sẽ mang lại một nội dung hay hơn. Đó là chỉ với 5 triệu mà bạn hoàn toàn có thể mua được cả smartphone, cả smartwatch và cả True Wireless. Và chúng ta sẽ bắt đầu video thôi. Mà quên mất, nếu như các bạn nào mà đang thắc mắc rằng ấy, đang trong mùa dịch như thế này, hạn chế tiếp xúc xã hội như vậy thì làm sao mà có thể đi ra ngoài mua đồ được, thì các bạn không phải lo, tại vì ở Cellphone App họ có chương trình đó là Covid làm khó có Cellphone App lo. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cái sản phẩm mà mình thích tại nhà, sau đó đặt hàng ở Cellphone App, miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 300.000 trở lên và có máy cả thẻ để bạn tùy chọn cả quẹt thẻ hay là trả tiền mặt. Các bạn có thể thấy rằng là với một cái chương trình như thế này thì giúp cho chúng ta vừa chọn được một cái sản phẩm mà mình yêu thích, vừa có thể mua sắm một cách tiện lợi và bảo vệ cho sức khỏe, đúng không? Cái combo đầu tiên mà mình giới thiệu đến cho các bạn đó là những cái chuỗi sản phẩm như sau. Đầu tiên, smartphone thì mình sẽ nói đến chiếc Vsmart Lite, phiên bản 6GB RAM với giá là 3.790.000. Chiếc điện thoại này thì có lẽ là mình không phải nói nhiều nữa. Nó đã từng là một trong những chiếc điện thoại quốc dân tại vì có một cái cấu hình rất mạnh trong cái khoảng tiền mà nó có. Chiếc Snapdragon 675. Và cùng với đó thì nó có rất nhiều ưu điểm như là một màn hình Full HD, tấm nền màn hình AMOLED, mang lại một cái trải nghiệm xem phim cũng như là chơi game là tốt hơn. Cũng như bộ 3 camera sau của chiếc điện thoại này thì cho chúng ta cái khả năng đó là chụp ảnh trong nhiều điều kiện cũng như là mang lại sự đa dụng hơn. Rồi, vậy thì chúng ta đã tiêu 3.790.000 cho một sản phẩm smartphone rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có là 1.210.000 cho hai sản phẩm nữa, đó là một chiếc smartwatch và một chiếc là True Wireless. Với chiếc True Wireless thì mình sẽ đề cử hai sản phẩm mà có lẽ là rất nhiều người biết, đó là chiếc Defunct 2 Go giá là 700.000. Hiện tại ở Cellphone S thì mình thấy có hai loại, đó là loại thường và một loại là loại tự hào Việt Nam. Trong thời gian này mà chúng ta lại đeo một cái chiếc tai nghe tự hào Việt Nam, ui, nhìn nó đẹp mà nhìn nó rất là sang. Bản thân mình thì cũng đã từng nghe cái chiếc tai nghe này và cảm thấy là chất âm của nó khá tốt, cũng như là mình thích nhất là ở cái thiết kế của nó, nhìn rất là liền mạch và sang trọng. Trên thực tế thì chiếc cái tai nghe này đã từng có giá là hơn 1 triệu cơ, nhưng mà nó đã được giảm xuống 700.000. Đây là một món hời, đúng không? Còn nếu như các bạn không thích một chiếc tai nghe dạng như vậy thì hoàn toàn có thể mua một chiếc KZS-1D mà Relax đã từng làm một bài review. Cái chiếc KZS-1D này thì mang lại cho chúng ta một chất âm cũng ổn. Tai nghe thì thiết kế dạng nhỏ gọn và mang lại một cái sự tiện lợi cho các bạn khi các bạn sử dụng. Rồi, vậy là chúng ta đã tiêu thêm 700.000 nữa rồi. Vậy thì chúng ta sẽ còn bao nhiêu đây? Hình như là chúng ta sẽ còn xấp xỉ đâu đó khoảng tầm 700-600 nữa, đúng không? Cho một chiếc đồng hồ thông minh. Và với sự lựa chọn này thì mình sẽ mang đến cho các bạn khá là nhiều sự lựa chọn hay ho. Đối với những bạn nào chỉ cần những cái tính năng bình thường của một chiếc đồng hồ, đó là xem giờ này, hay là chúng ta khi mà tập thể dục muốn đếm calo, đếm nhịp tim, thì các bạn có thể chọn một chiếc đồng hồ mà có lẽ là rất nhiều người biết và có lẽ là rất nhiều người sử dụng, đó chiếc là Xiaomi Mi Band 4. Xiaomi Mi Band 4 hiện tại bán ở Cellphone S với giá rất ưu đãi. Bạn hoàn toàn có thể mua nó ở trên ứng dụng là mua hàng trực tuyến ở trên Cellphone S, đúng không? Mình thấy khá là tiện lợi. Còn nếu không, các bạn không biết Xiaomi Mi Band 4 tại vì nó có quá nhiều người dùng rồi, thì hoàn toàn chúng ta có thể chọn một chiếc Honor Band 5. Hai chiếc đồng hồ này thì cái tính năng nó gần giống như nhau và mình cũng không cảm nhận được cái gì nó khác biệt quá nhiều. Rồi, còn nếu như mà bạn nào mà thích một cái gì đấy nó mang tính chất là thông minh hẳn, hoặc là một cái gì đấy có nhiều tính năng hơn, thì hiện tại trong thời gian này thì có chiếc Kunmi P8. Đây là một chiếc đồng hồ mới ra cách đây khoảng 2-3 ngày mà thôi. Các bạn có thể là đặt hàng và mua cái chiếc đồng hồ này với giá chỉ là 500.000. Rồi, vậy là combo đầu tiên của mình với giá 5 triệu mà chúng ta có thể mua được 3 sản phẩm, đó là Vsmart Lite bản 6GB RAM. Tai nghe thì bạn hoàn toàn có thể là mua Defunct 2 Go hoặc là mua KZS-1D. Còn đồng hồ thì chúng ta có thể là mua chiếc Xiaomi Mi Band 4 hoặc là Honor Band 5 hoặc là Kunmi P8. Và rồi chúng ta sẽ đến với combo thứ hai. Chiếc điện thoại mà mình lựa chọn cho combo này thì đó chính là chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 phiên bản 32GB. Với phiên bản này thì ở Cellphone S đang bán với giá là 3.500.000. Và có một tin khá là vui cho những bạn nào đang muốn sắm sửa cho mình một chiếc điện thoại Xiaomi, đó là tại Cellphone S đang có chương trình, đó là ngày hội Mi Fan. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4, khi mà các bạn tham gia mini game trên trang chủ của Xiaomi sẽ có cơ hội nhận ngay phiếu mua hàng tới 500.000 đồng để mua điện thoại Xiaomi tại Cellphone S.
Phí mua hàng 500.000 đồng sẽ áp dụng cho các sản phẩm có giá niêm yết từ 3 triệu đồng trở lên. Mà Xiaomi Redmi Note 8 của chúng ta đã có là giá là 3 triệu rưỡi. Vậy nên khi mà trừ 500.000 đi thì chúng ta lại còn có 3 triệu thôi đúng không? Thì bọn mình sẽ để đường link ở phía bên dưới để các bạn có thể tham khảo, click vào và chơi trò chơi, tạo thêm cơ hội cho bản thân mình đúng không ạ? Tại sao mình lại chọn cái chiếc điện thoại này? Vì đối với những người mà có tác vụ không cao, chỉ là bình thường thôi, có thể là lướt Facebook, Instagram, Zalo, sử dụng những cái ứng dụng hệ thống như là đọc tin nhắn rồi xem phim, lướt web, thì chiếc điện thoại này đáp ứng khá là đầy đủ các khả năng và tác vụ của các bạn. Nói là nó không mạnh, nhưng mà trên thực tế thì nó cũng sử dụng một chip là Snapdragon 665. Con chip này thì cũng không quá là yếu trong thời điểm hiện tại, vẫn có thể là sử dụng cho các bạn chơi game này hay là đọc báo, xem phim. Cái này có thể yên tâm nhé. Và chúng ta vẫn có thêm là bộ 3 camera, vẫn có những cái thông số khủng và giúp các bạn có thể là chụp ảnh trong nhiều điều kiện. Và chúng ta sẽ có 1 triệu rưỡi nữa cho hai phụ kiện, đó là True Wireless và đồng hồ thông minh đúng không? Vậy thì đối với khoản đồng hồ thông minh thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc đồng hồ được khá là nhiều người thích vì nó có một cái sự gì đấy tinh tế và nó có một sự gì đấy hiện đại như một cái mức giá thành rất là rẻ. Hiện tại thì bạn có thể mua được chiếc New Wear Q20 với giá là tầm đâu đó khoảng 600.000. Các bạn hoàn toàn có thể lên mạng và search cái chiếc đồng hồ này. Tại vì hiện tại thì mình cũng khá là nhiều nơi bán cái đồng hồ New Wear Q20. Còn về tai nghe thì mình vẫn thiên hướng cho các bạn đó là hai chiếc tai nghe như mình đã nói. Đó là KZ-S1D và Defantrugo. Tại vì ở trong cái mức giá đấy, từ khoảng từ 7 đến 900.000 thì có lẽ nó đã là ông hoàng trong cái phân khúc rồi. Chất âm tốt để thiết kế đẹp. Và hầu hết đây không phải là cái thiết kế giá gốc là 700.000 mà nó được giảm giá xuống 700.000. Thế nên đây là một món hời cho các bạn có thể là lựa chọn. Và đến combo cuối cùng mà có lẽ combo này sẽ rất nhiều người thích, combo thứ 3 nhá. Đây là những chiếc điện thoại flagship cũ, đó chính là LG V30. LG V30 thì mình đánh giá cao của nó khoảng camera, với hai camera thôi, nhưng mà ở trên chiếc điện thoại này lại mang lại được cái chất ảnh rất là tốt này, màu sắc thì trung thực, chi tiết tốt, và ngay cả khi bạn chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng thì LG cũng không làm bạn phải quá là lấn cấn. Cùng với đó là một ưu điểm cực mạnh, đó là màn hình của nó quá đẹp, một màn hình 2K và mang lại độ chi tiết rất là tốt. Có một điều rất là quan trọng đó là LG V30 hỗ trợ âm thanh rất là tốt khi mà bạn nghe qua tai nghe. LG V30 thì nghe qua loa cũng khá là ổn. Thế nên là bản thân mình thấy rằng ở cái khía cạnh đó là tác vụ giải trí thì thằng này rất xứng đáng trong tầm tiền. Vậy là chúng ta đã tiêu khoảng tầm từ 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 8 cho cái sản phẩm smartphone rồi đúng không? Vậy là chúng ta sẽ còn một khoản tiền khoảng tầm 1 triệu rưỡi nữa. Và ở trong cái tầm giá là 1 triệu rưỡi thì mình sẽ còn hai phụ kiện nữa, đó chính là chiếc đồng hồ Xiaomi Amazfit Bip. Với chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có giá là 1.420.000. Nhưng mà nó lại mang được lại rất là nhiều tính năng, cũng như là cái thời gian sử dụng của nó tốt này, tính năng hay này, đồng hồ thiết kế tốt và ổn định. Và nếu như bạn nào mà muốn chú trọng vào chiếc đồng hồ thông minh thì đây là xứng đáng cho một cái chiếc đồng hồ tầm giá dưới 1 triệu rưỡi. Xong rồi, và chúng ta sẽ còn một khoản tiền rất nhỏ thôi. Và mình nghĩ là các bạn nên cố thêm khoảng tầm 100.000 cho cái combo 5 triệu ấy, để mua một chiếc, đó là chiếc True Wireless, là Mi True Wireless Earbuds. Và ở Relax thì đã làm review về chiếc tai nghe này rồi. Chất âm của nó thì cũng thuộc gọi là dạng bình thường, rất là bình thường thôi, nghĩa là để nghe cho nó có thôi ấy. Thế nên là bản thân mình thì nghĩ rằng ở trong tầm giá 5 triệu, khi mà bạn đã đầu tư khoảng tầm 3 triệu rưỡi vào một chiếc điện thoại, 1 triệu tư vào một chiếc đồng hồ rồi, vậy thì chúng ta sẽ cố gắng bỏ thêm 290.000 nữa để có thể mua thêm một chiếc Mi True Wireless Earbuds. Vâng, và rồi, và mình đã hoàn thiện xong về combo tất tần tật là mua smartphone, mua smartwatch và mua True Wireless chỉ trong tầm giá là 5 triệu. Các bạn thấy sao thì cũng có thể là comment ở phía phần bên dưới. Cũng như là đừng quên like, subscribe và ấn chuông để nhận những thông báo mới nhất đến từ Relab nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.